Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Khoảng 11 giờ 30 ngày 19 tháng 3, trên quốc lộ 21 đoạn qua xóm 2 Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn, rất may không có thiệt hại về người. Cụ thể, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 18C00744 di chuyển theo hướng thành phố Nam Định đi huyện Trực Ninh do tránh người qua đường nên mất lái đâm thẳng vào nhà dân bên đường. Hậu quả, bức tường bằng sắt của nhà dân bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.